Không phải là 800 là mình nuốt được cả 800 đâu. Chưa tính hao mòn đấy. Cái rủi ro thì mình không nói, nhưng mà cái mình phải tính cái hao mòn đấy. Mà đấy thì cái đấy nó gọi là cái tai nạn nghề nghiệp mình không nói. Nhưng mà cái hao mòn tức là tiền lốp và tiền lốp tiền niếc còn mình còn chưa tính kia, mà các ông lại vẫn kêu là đắt rồi chứ thôi gọi xe khác. Chứ anh em quan điểm là gọi, em nói thẳng giá vào đắt thì gọi thẳng xe khác, cho thẳng xe khác luôn. Đấy. Lan giải lắm chứ các bà chỉ nghĩ là của bà mấy trăm nghìn là to đâu. Lại nhắc ra anh Đoàn bảo rồi, chú ý rồi, không phàn nàn, không ý kiến. Có muốn lấy tiền không? Bảo anh Đoàn.